Cà rốt giật mình. Đừng đuổi nhá. Ông này. Cà rốt ơi, lần đầu tiên gặp các bạn lợn rừng. Các bạn này có tên là Lulu à? Lulu. Lulu. Cà rốt vào đi. Rốt vào đi. Rốt sợ không? Vào đi. Đi vào, vào trong. Đấy, vào xong chơi với lợn đi. Này, các bạn lợn rất tò mò với người bạn mới. Lulu mình cũng ấy phết đấy nhỉ. Cũng tự tin phết đấy. Ừ. Không sợ sệt gì. Thực ra là gần nhà mình mà, sao phải sợ. Mấy cả mình có 14 đứa mà. À. Nó chỉ có một thôi. À, kinh nhỉ, cà rốt ơi. Lần đầu tiên gặp lợn. Ông này máu chiến phết nè. Này, để xem làm gì, cà rốt làm gì. Cà rốt đánh. Lu 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 lu. Đấy, đuổi theo ghê phết đây nha. Lu 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 lu, chiến đấu. Cà rốt giật mình. Ông này vét tí là cắn trộm nha. Cà rốt vào nha. Cà rốt ra. Cái thằng nào thằng cắt trộm thằng bé cà rốt đây. Rốt ơi, đây là những chú lợn rừng nhà bạn mình nuôi đây. Hôm nay cho cà rốt đến chơi là đến thăm trại lợn rừng luôn. Rốt ơi, thôi nào. Úi trời, máu chiến ơi, sự kinh phết nhỉ. Lợn máu chiến phết mà. Lợn ra máu chứ. Ra quả ra cả máu mà. Rốt ơi, ông cà rốt ông lùa một đàn lợn rừng này. Ông này ông vừa bị cắn này, ông mới cáu. Cà rốt chấp lùa cả đàn. Thôi cà rốt thôi. À, chuẩn bị cho lợn ăn, cho Lulu ăn đây à. Đây là măng với cả bút chuối này. Cà rốt ơi, không ăn được đâu. Măng hoa chuối. Định ăn tranh phần lợn à. Rồi, thả vào cho Lulu cho lợn ăn này. Cà rốt tránh ra cho các bạn lợn ăn này à. Cùng à? Cà rốt ăn không? Ăn đi. Đội này háo ăn nha. Cà rốt hôm nay làm nghề chăn lợn. Đang ngồi xem các bạn lợn ăn. Thế người đít nó dẻ cho cái bây giờ. Cà rốt thối lắm đấy, ngửi cái gì.